Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Và sẵn đây thì mình xin tất cả anh em, nếu mà có xem cái video mình thì hãy ủng hộ mình bằng cách là xem hết những cái dòng quảng cáo nha anh em. Anh em chưa có đăng ký thì có thể là đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Hôm nay tiếp tục là một cái video và một cái series dài tập, đó là cái con game EGA of Logenkia. Nhưng mà có một phần quan trọng, cực kỳ quan trọng ở ngay vào luôn cái clip này, là mình đang sắp sửa review một con nhân vật mà mình cực kỳ thích, cực kỳ đam mê. Tuy là ở một cái phiên bản như vậy á thì nó cực kỳ yếu anh em à. Cái gì nó cũng cực kỳ hết, nhưng mà cái cực kỳ ăn sao thì nó hơi khấm chút xíu, tại vì nó là cực kỳ yếu. Nhưng mà không sao anh em, vì chơi một cái đam mê là dù nó có ra sao thì mình cũng chấp nhận và nhìn nhận thẳng vào trong vấn đề. Hôm nay tiếp tục là làm một cái clip review một cái set đồ 6 sao, công cụ 6 sao, còn gọi là vũ khí 6 sao của con GF Huyền Dương. Đi thẳng vào vấn đề thì hôm nay mình mượn được một cái reset là 80, master là 195, kèm theo đó là full set đồ 6 sao, có một cái mini win, chưa được win 2, mà win 2 bây giờ cũng đừng có mơ và không có nhìn tới. Những anh em nào dân cài á thì đừng có mơ nha. Nếu mà win 1 mini win thì có thể được. Lúc trước các anh em muốn sở hữu một cái mini win thì các anh em tốn đâu đó là hơn một củ. Còn bây giờ á thì các anh em bỏ ra là từ 300 tới 500 cành là anh em đã có một cái mini win rồi, cộng với xác thôi, còn đồ là không có đâu nha anh em. Đi thẳng vào vấn đề chính của chúng ta hôm nay, vào trong đây. Ở đây là mình có full một cái bộ đồ 6 sao cực kỳ đẹp anh em à. Các anh em thấy nhân vật chưa? Như gì mà anh em không đam mê thì đam mê con nhân vật nào nữa anh em. Và đi thẳng vào vấn đề. Ở đây là mình có một cái bộ đồ 6 sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng trang 6 sao luôn. 5 sao gửi cũng không chịu. Thì ở đây cho chúng ta lực phòng thủ là 1280. Cấp độ yêu cầu để mang được cái bộ đồ này là cấp độ 158. Sức mạnh đó thì chúng ta phải tốn là 728, nhanh nhẹn á thì là 188. Qua cho tới cái thời điểm hiện tại, cái con GF là cái con mình thích nhất, nhưng mà mình chưa có tạo ra được một cái đột phá mới là cho nó ra một cái bảng điểm whip. Vì khi mà BK thì nó cũng là BK tạm được, còn đi farm là nó phải là nhờ câu kéo các kiểu, bt các kiểu, chứ mà mình lên farm á, thì nó cực kỳ là đuối anh em. Bộ đồ này á thì cho chúng ta là lực chống đỡ mắc pin là cộng 28, kèm theo đó là phản hồi sát thương. Cái con GF mà đi phản hồi sát thương thì nó hơi sai sai chút xíu, tại vì cái dòng chuẩn của nó là cái dòng giảm sát thương hoặc là né. Ở đây cho chúng ta là phản hồi sát thương, nhưng mà không sao anh em, có dòng nào chơi dòng đấy, vì đa số những anh Tây ta là người ta kiếm cái dòng phản sát thương rất là nhiều, không biết là nó có cái công năng và chức vụ gì, nhưng mà một số anh Tây chơi cái dòng phản rất là nhiều nha. Dưới đây là tăng máu chúng ta là 20k và tỷ lệ phòng thủ chỉ có là 4590, đã mắc một món rồi anh em, mà thủ nó lại càng yếu nữa thì so với những con class khác nó cực kỳ hẹp hòi anh em. Nhưng mà không sao, ủng hộ và khích lệ tinh thần của mình, nhìn vào trong đây là mình đã thấy thích, đã thấy mê rồi, dù cho nó yếu cỡ nào yếu. Nếu mà lên máu cao quánh không được, về ngay và luôn Logan farm anh em ạ. À, tiếp theo là một cái áo cho em đó, cũng là 6 sao cộng 9. Ở đây là lực phòng thủ cho chúng ta là 2502 và cấp độ yêu cầu nó cũng y chang với nhau. Và ở đây có thêm một cái dòng nè, sức đánh tăng cộng 12 và phản hồi sát thương là 5%. Còn tính năng năng cao của nó là tính năng máu và phòng thủ của nó cũng y chang thôi, tại vì full set cộng 9. Nếu có điều kiện á thì chủ hạt sẽ đưa lên cộng 10, 11 gì đó anh em, nhưng mà không biết chừng nào nha. Trước mắt thì các anh em xem cộng 9 được rồi. Vì lên cao nữa thì nó hơi phí, phí gì anh em, phí cái nguồn lợi đậu xanh đập, đâu phải là muốn cộng 10 cộng 11 là đập một phát ăn luôn đâu anh em. Tỷ lệ nó ảo, rất là ảo mà Canada anh em à. Và kế tiếp đó là một cái quần đùi cho chúng ta cũng là cấp độ 6 sao, lực phòng thủ của chúng ta là 2502 và những thông tin yêu cầu cần thiết thì nó cũng y chang cơ bản thôi. Nhưng cái này phản hồi nó chỉ có là 4% thôi, chứ nó không phải là lên 5%, và sức chống đỡ của cái quần này nó lên là 28. Tính năng năng cao cũng y chang luôn, tính năng máu và tỷ lệ phòng thủ cũng là 20 và 4590. Nếu mà có điều kiện thì sẽ đập thêm góp ha, để cho nó có một cái dòng nào đó là tuyệt vời. Nếu mà dư giả thêm chút xíu nữa thì lên thêm một dòng ốp nữa nha anh em. Cái đó là phan, tại vì nghe những thông tin đồn đoán nếu mà thêm một ốp vô một món đồ, các anh em thủ phản 2 mét Việt Nam đồng
Các anh em thấy chưa? Một bộ đồ bây giờ á thì nó cũng cực kỳ rẻ thôi, nhưng mà nâng một cái ốp lên là gấp mấy lần cái bộ đồ, mà trong khi đó cái bộ đồ của mình nếu con này là 4, Magis là 4, còn chưa kể những con cung nữ, con sung, con kim, con nách quay là 5 món, các anh em thấy không? Cực kỳ tốn kém chứ không phải là đơn thuần mà chúng ta lên hai ốp mà nó một phát ăn luôn đâu. Và cuối cùng đó là một cái giò cộng chính cũng cấp độ là 6 sao, nhưng mà lực phòng thủ của chúng ta nó hẹp đi rất là nhiều. Ở kia là 2k, còn cái này nó chỉ có là 675. Đã nói rồi, mắc cái tay thì thủ cho nó cao chút xíu đi mấy ông. Tại sao mà thủ nó cực kỳ yếu, và sức mạnh của chúng ta tăng thêm lực chống đỡ cộng 28, phản hồi sát thương là 4. Như vậy tạm gọi cái set này là phản 5544 nha anh em, cực kỳ đẹp luôn. Tính năng nâng cao của chúng ta cũng không hề thay đổi, cũng là cộng 20 HP nè, tỷ lệ phòng thủ là 4590, và ở trên đây cấp độ yêu cầu cũng là như vậy luôn, 158 kèm theo đó là 72 và 188. Những thông tin, những cái chỉ số nó không hề thay đổi, nó chỉ có thay đổi những cái phần nào quan trọng ở dưới. Quan trọng là sao? Tính năng nâng cao nó sẽ thay đổi khi chúng ta cộng lên, và ở đây phản hồi sát thương khi chúng ta ép thêm nó sẽ tăng lên nữa, hoặc là ép thêm một cái dòng S nó sẽ tăng thêm nữa. Vì vậy những cái viên ngọc đó nó cực kỳ mắc, cực kỳ giá trị. Qua phần set đồ thì các anh em nhìn tới đây và xem tới đây, nghe được những gì mình review thì các anh em hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video góp ý là xem là cái bộ đồ này nó được bao nhiêu điểm ngay cái thời điểm hiện tại như vậy. Anh em cố gắng là góp ý giúp cho kênh càng ngày càng phát triển nha. Những lời góp ý, những lời comment, những lời chia sẻ của anh em là một cái động lực rất là to lớn để mình làm những cái video chất lượng và hay hơn, review những cây đồ cực kỳ đắt đỏ và cực kỳ hiếm nha. Nếu mà nói về đắt đỏ thì nó cũng không có đắt đỏ quá. Những anh em nạp á, thì người ta nạp đôi ba chục củ hết rồi. Còn những anh em cày, nếu mà lên được một cái set đồ như gì á thì cả một quá trình cày ngày cày đêm, cày xuyên lục địa từ ngày này qua tháng nọ thì chắc ăn sẽ lên. Không phải là cài không lên nha, chắc ăn sẽ lên anh em. Và tiếp theo là một cặp găng tay, đây là một nhân vật chính của anh em chúng ta. Bấm vào cái găng tay quá tuyệt vời, nhưng mà nó chỉ có cộng chín thôi. Nếu nó cộng ở cấp độ là 10 11 thì chúng ta lại có một cái tầm khác, vì là thêm được cái tính năng hoàn hảo. Ở đây là một cái cặp găng tay của em ấy, cấp độ cũng là 6 sao, lực tấn công nó cực kỳ kinh khủng nha. 1800 khi mà mắc pin lên là 1996, khi mà cấp độ yêu cầu của chúng ta là phải là 165 nè, rồi sức mạnh yêu cầu cũng là 732, nhanh nhẹn yêu cầu là 855. Ở đây cái găng tay này có một cái kỹ năng đó là cú đấm ngọa hổ nè, và tỷ lệ sát thương hoàn hảo 7%, tính năng nâng cao của chúng nó là 6880, rất là đẹp luôn nha, phải là 6886 thì nó cực kỳ đẹp nữa, 6886 phát lộc luôn nha anh em. Ở đây một cái cặp găng tay 6 sao cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo thêm một cái găng tay 6 sao cũng cấp độ là cộng 9, lực tấn công một tay cũng là 1800, kèm theo đó là khi mắc lên 1996, không có gì thay đổi quá khác. Nhưng mà các em thấy không, bên kia là sát thương hoàn hảo, còn bên đây đó là gia tăng sát thương 1%, cực kỳ ngon. Nếu mà cầm một cặp găng tay như vậy thì nó sẽ kích lên, nếu mà anh em đeo hai cái hoàn hảo nó sẽ không kích. Nhưng mà các anh em đeo một cái hoàn hảo, một cái sát thương, hoặc là một cái hoàn hảo, một cái tốc độ thì nó sẽ kích cho anh em chúng ta. Và đặc biệt lúc trước thì mình đã có đâu đó một cái clip test cho anh em, mình đã nói rồi, cái con GF này nó cực kỳ mẫm dố, các anh em đeo hai cái găng trùng với nhau là cái lượng đam anh em nó bị fit lại. Còn anh em đeo một cái này một cái kia lượng đam anh em cực kỳ to, nhưng mà đeo hai cái nó không trùng hệ thì mình thấy bức rứt lắm anh em. Tuy là nó có mạnh thì mạnh thiệt, nhưng mà mình thấy nó không được hài hòa lắm. Thôi mình chơi theo cái cách của mình đi, cái nào đẹp im hoài niệm, hoặc là cái con nhân vật thích của mình là được. Bỏ tiền vô nó không uổng, và chơi game nó cũng không có lãng phí, tại vì mình đã đầu tư đúng chỗ. Các em như ví dụ các em là fan cứng của cái con MG mà các em lại chơi theo chen, các em chơi con Nutkin, bỏ cả đống tiền vô tới giờ thì đi vô săn boss, hoặc là tới giờ đi vô đi cài master, còn được không buông gai rồi Nutkin chơi gì, mình thích MG mà cứ lủi hủi đi coi đồ MG, đi coi cách cộng điểm của MG, hoặc là coi cách cộng điểm của master, các em thấy nó lãng phí không? Nếu mình thích con class nào, hay là mình đam mê gì class nào, tướng tủ của gì class nào, thì các em cứ việc mạnh dạn đầu tư chơi đúng cho mình một con. Vì mình làm nội dung nên là anh em yêu cầu cái nào mình sẽ làm cái nấy cho anh em xem, không phải là quá nhiều ạ. Mình cài đâu đó chỉ có là 4 ạc 5 ạc thôi anh em. Những ạc kia thì mình kiếm đồ để mà mình cung cấp cho các ạc lớn thôi, là mình
kiếm ra những cái đá tinh luyện cấp cao nè, nếu mà hên thì mình lượm được một hai viên ếch gì đó, đa phần lượm bê là nó nhiều, nhưng mà ếch đó thì cũng không có trông đợi lắm. Kiếm những cái món đồ để mà mình ép ra đá tinh luyện cấp cao, mà đá tinh luyện cấp cao bây giờ nó cực kỳ rẻ rồi anh em ơi, từ cái giá mà hơn 200 Eden nó tụt xuống bây giờ còn có 15 17 Eden hả. Nhưng mà không sao anh em, có cài đỡ hơn không nha. Khi mà mình có ra được một cái viên đá tinh luyện cấp cao thì anh em đã nắm trong tay 15 Eden, hai viên là 30 Eden, thì ngày này cộng qua tháng nọ cộng qua cái luôn cái năm kia thì các em có một lượng Eden khủng lồ. Nhưng nhớ là hãy bán theo thời điểm nha, đừng có ôm lại nha, ôm lại sau này nó tụt xuống một hai gen một miếng đó, thì lại khổ cho. Và như vậy chúng ta có được một cặp găng tay của GF nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là ngầu, nói gì nói yếu thì cũng phải chịu thôi, thích đẹp là được anh em. Và kèm theo đó là mình có một cái nhẫn băng cộng 7 nè và phản hồi sát thương, tính năng máu của chúng ta được 1600. Bên đây cũng vậy, một cái nhẫn gió, đây là cái hệ chuẩn nha, mình đã có up cho anh em rồi, tùy theo cái phiên bản nó sẽ kích cái dòng ẩn của nó lên. Nếu mà anh em đi bên cái hệ chiến thì các anh em kiếm cho mình một cái dây chuyền kỹ năng, cái up dưới đây á, nếu mà tốc độ hay là hoàn hảo cái gì đó hay càng im hơn, mình sẽ nói luôn, nếu mà dây chuyền ở một cái chế độ là dây chuyền kỹ năng kèm theo đó là một cái nhẫn gió kèm theo một cái nhẫn băng thì chúng ta sẽ tăng được cái lượng đam của những class nào chơi bên hệ chiến. Còn chơi bên hệ phép thì ở đây là chúng ta phải có một cái dây chuyền sét nha, ở đây là nó cộng theo bên cái dây chuyền sét anh em, vì cái con GF này nó là lưỡng nam và lưỡng nữ luôn. Rồi các anh em chơi dây chuyền sét cũng được, hoặc là chơi cái dây chuyền là kỹ năng cũng được. Hiện tại cái bộ này nếu mà kích full thì nó sẽ nằm ở bên những con phép thuật như là con Sum nè, con Nách Quay nè, con MG đi theo hướng phép thì nó sẽ kích cái đam ẩn của chúng ta lên. Đi mà một cái bộ ba băng gió kỹ năng hoặc là sét, kỹ năng thì nó sẽ tăng bên chiến và sét thì nó sẽ tăng bên phép, các anh em cứ nghĩ nôm na là như vậy. Mình đã góp thông tin lên rồi, nhưng mà tùy theo phiên bản anh em, đa phần là những cái xe sành đời đầu thì người ta sẽ dụng vào những cái công năng và cái đặc vị đó mà người ta áp dụng cho con nhân vật. Tại vì ở một cái xe sành đầu á thì người ta hơn thua với nhau từ món đồ, từ cách tính đam và từ cái món phụ kiện, mà ở thời gian đầu nếu mà kiếm được một bộ như vậy á cực kỳ khó và cũng cực kỳ đắt đỏ luôn, nó đâu phải muốn kiếm là được đâu anh em. Và ngay cái thời điểm bây giờ những cái gin băng á, nếu mà có cộng lên thì nó đắt, còn nếu mà không cộng lên nằm ở ốp gác á thì nó cũng không có đắt lắm, tầm khoảng ba bốn chục năm chục gì đó đảo lại, mà các em có thể là kích được cái lượng đam lên. Thì giờ nói các em có thể là rảnh các em vào trong đây để mình tìm hiểu, mình trải nghiệm thêm, mình chỉ là demo cho anh em thôi. Cái này là sẽ đi theo một cái chuẩn, nó là kiếm một cái dây chuyền kỹ năng mình gắp vô trong đây cái nỏ đặng cho nó đi theo một cái hướng chiến nha. Và ở đây là một cái nhân vật chính nè, cái con GF mà muốn cái chân của mình thon dài như chân nhái á thì các anh em phải có cái win nha. Có một cái win ở đây là một cái là mini win, lực phòng thủ chúng ta là 19 nè và sát thương tăng 20%, hấp thụ sát thương cũng là 20% luôn, nhưng mà tốc độ di chuyển của chúng ta có nha, tại vì chúng ta bay được. Còn anh nào mà muốn tập cái cơ đùi cho to mà to như giò dôi á thì các anh em không cần mà phải đeo cái win làm gì, chạy bộ gan mình vậy đó anh em, cái như là mình vừa chạy tập thể dục thể thao chạy marathon vậy các kiểu, thay vì của huynh đâu mà đeo, nói cho nó sướng mỏi vậy thôi chứ làm gì có cái huynh anh em à. Ở đây có cái huynh thì nó cực kỳ đẹp rồi. Và lúc trước thì mình vào trong đó đẹp được một hai clip, tại vì có những cái huynh cho con DL và cái huynh cho con GF đâu đó thì nó đã fit bà nó rồi, không có còn vô nữa, thật sự là nó không có đeo huynh đâu, nhưng mà vào trong đó nó còn những cái huynh nó ADD thẳng cho con nhân vật mình, nó có những cái huynh đó nên nó hơi đẹp chút xíu nha. Và video của mình review cho anh em một cái cây đồ 6 sao, một cái cặp găng tay 6 sao, sẽ xin tạm kết thúc tại đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau, cho nó lần sau chia sẻ review cái bản master và cái bản điểm, anh em nhớ đón xem nha.